cái cách vận hành của thị trường không phải lúc nào mua đều có lãi cả, và chúng ta phải biết kiên nhẫn, vì chúng ta đang đầu tư là đầu tư về cái thời gian và cái giá trị nó tăng trưởng trong tương lai. Hello các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trade Coin Việt Nam. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi theo một cái chủ đề mới, đó chính là Bitcoin hồi phục và giai đoạn báo đã qua hay chưa. Bên cạnh đấy thì mình sẽ cập nhật lại tình hình cái coin web 3.0 cho các bạn nhé, vì một số bạn cũng đang hỏi là có nên mua tiếp nữa hay không. Ok ha, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ha. Trong cái phần video này sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là phân tích chung, và phần thứ hai sẽ là thông tin on-chain, phần thứ ba sẽ là phân tích về Bitcoin và coin web 3 nhé. Chúng ta sẽ đi từ phân tích chung để có những cái thông tin on-chain cho các bạn, để các bạn nắm rõ tình hình thị trường hiện tại như thế nào nhé. Thông tin đầu tiên về phân tích chung thì như nhận định ở các cái video trước thì Bitcoin đã có cái flash dump là về 39.650 đô vào tối qua, thì đã khiến rất là nhiều nhà đầu tư sợ hãi và thoát hàng rồi. Thì ngay sau đó thì Bitcoin phục hồi ngay về cái vùng 42.000, và các thông tin về on-chain thì đang cho thấy là có thể là cái giai đoạn báo đã đi qua rồi. Theo cái thông tin của Glassnode và Delphi, đây là hai công ty phân tích thị trường rất là uy tín trong giới crypto, đã đưa ra một số nhận định tích cực về thông tin on-chain. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin nha. Ok, thông tin đầu tiên về on-chain chính là về cái chỉ số tham lam và sợ hãi. Mới đây thì đã rớt xuống cái mốc là 10 điểm, là điểm cực kỳ sợ hãi. Điều này cho thấy là rất là nhiều nhà đầu tư đã mất đi niềm tin vào thị trường và dẫn tới các hành vi là sẽ thoát hàng. Thông thường thì quanh cái mốc này sẽ là cái cơ hội gom hàng tốt nhất cho những đội đội gom hàng ha. Lần gần đây nhất thì chỉ số này rớt về cái vùng cực kỳ sợ hãi là vào cái mùa hè năm 2021. Chúng ta sẽ bước sang cái chỉ số tiếp theo là cái chỉ số về Holder Net Position Change, viết tắt là HNPC ha. Thì thể hiện cho cái sự thay đổi về cái khoảng thời gian của một Bitcoin nằm yên trong ví, có thể tính ra độ tuổi của một đồng Bitcoin ha. Có nghĩa là khi chúng ta mua Bitcoin, Bitcoin nó sẽ bỏ trong ví, thì người ta tính theo ngày Bitcoin nằm trong đấy mà không di chuyển. Ok ha. Thì khi BTC nằm yên trong ví thì nó sẽ tích lũy ngày tuổi, được gọi là coin day. Và khi nó được di chuyển đi thì ngày tuổi sẽ được reset lại và tính từ đầu. Thì trong cái hình thì các bạn sẽ nhìn thấy nó thể hiện như tâm lý holder hiện tại đã rất là khác rất là nhiều so với các chu kỳ trước. Thì cái đồ thị màu xanh ấy, thì nó thể hiện cho là Bitcoin đang tăng ngày tuổi, tức là rất là nhiều người đang hold. Cái holder đang giữ hàng mà chưa bán. Còn màu đỏ thể hiện cho cái việc là nhiều Bitcoin đã bị mất ngày tuổi, có nghĩa là người ta đã bán Bitcoin đi và coin đã bị bán ra khỏi thị trường. Thì các bạn nhìn ở trong cái phần góc ở cuối cùng của hình ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy được là cái số lượng bắt đầu người ta đang hold lại Bitcoin và đang giữ nguyên số lượng Bitcoin đấy, chưa bán. Một chỉ số khác để có thể đo tốc độ về tốc độ bán BTC là cái Value Day Destroy, viết tắt là VDD. Thì được tính bằng cái cách là so sánh giữa cái tổng giá trị Bitcoin được bán hàng tháng với cái mức trung bình hàng năm. Thì VDD cao á, thì hành vi tiêu Bitcoin á, cao hơn so với năm trước. Còn trong cái giai đoạn này thì BTC có cái thanh khoản lớn nhất và giá tăng mạnh nhất. Và VDD thấp á, thì thị trường sẽ trầm lắng hơn, holder nhiều hơn và sẽ ít bán BTC hơn. Thì cái chỉ số này nó cũng thể hiện cho chúng ta được xem được cái hành vi bán BTC của những nhà holder ha. Rồi, dựa theo cái chỉ số VDD á, chúng ta có thể nhìn thấy là cái đợt tăng trưởng hồi phục vào tháng 10 và tháng 11 năm 2021 thì vẫn chưa xuất hiện nhiều áp lực bán. Điều này thể hiện một lần nữa đó chính là thị trường đang có rất là nhiều holder hơn bao giờ hết. Cũng là rất là nhiều nhà holder đang mua Bitcoin và người ta vẫn đang kiên nhẫn đợi Bitcoin tăng giá. Và một cái chỉ số khác nữa và cần quan tâm đó chính là số lượng Bitcoin có lời. Có nghĩa là những người mua Bitcoin mà người ta đã có lời rồi thì sẽ tính đến trong cái chỉ số này. Thì hiện tại thì là phần trăm Bitcoin có lời đã giảm xuống nhé, đã giảm xuống là 68%, trong khi đáy hồi tháng 7 thì chỉ giảm khoảng là 66% mà thôi. Biểu đồ này cho thấy là không còn nhiều Bitcoin có lời trên thị trường nữa, có nghĩa là nó đang bắt đầu về cái vị thế mua của những nhà đầu tư trước đó, hoặc là đang bị âm. Thì điều này nó cũng sẽ kích hoạt rất là nhiều nhà đầu tư, người ta sẽ sợ hãi và bán nó đi. Tiếp theo là một cái biểu đồ thể hiện cái khối lượng giao dịch Bitcoin, khoảng giá mà người mua và người bán đồng ý giao dịch thì đang có dấu hiệu là giảm dần, có nghĩa là từng cái khoảng chấp nhận người ta chấp nhận bán, trước đó người ta sẽ muốn bán ở giá 50.000 nhưng bây giờ người ta muốn bán ở giá 47, do là 42, 43 đúng không ạ, và giảm dần 40, tức là nó từng hạ từng bậc một. Thì nếu Bitcoin tiếp tục giảm thì thị trường sẽ kích hoạt các cái lệnh stop loss,
và ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư, và điều này sẽ khiến cho giá sẽ rớt sâu hơn. Thì nhiều người để ý trong cái tường bán rất dày ở trên cái future của sàn FTX vào ngày mùng 3 tháng 1 thì duy trì và biến mất cái khớp lệnh trong ngày mùng 4 tháng 1, tức là rất là nhiều người đã order bán ở trong cái lệnh của vào ngày mùng 3 tháng 1 ở trên sàn FTX future. Ngược lại thì cái tường mua rất lớn và xuất hiện ở trên support của cái sàn Bitfinex, mà tường mua của Bitcoin support này thì xuất hiện cùng thời điểm với lại tường bán future ở trên FTX. Thì đây cũng thấy là một cái động thái giống như kiểu đang bì giá và đang làm giá bằng cái việc là bỏ những cái khối lượng mua bán rất là lớn để mà giữ giá thị trường. Rồi, thời điểm thị trường hồi phục vào ngày mùng 5 tháng 1 á, thì cái chỉ số on-chain cho thấy là cái phe mua và phe bán mạnh ngang nhau, mạnh bằng nhau ở trên sàn Bitfinex và sàn Binance. Ở trên sàn Coinbase thì cái phe mua mạnh hơn. Và tuy nhiên thì sàn FTX thì lại đang chạy ngược lại với tất cả các sàn trên, và phe bán thì mạnh hơn phe mua. Thì điều này nó thể hiện cho được mỗi sàn đang có một cách làm giá khác nhau, mỗi sàn đang có một cái đội cá người ta đang thể hiện cái phong cách mua đầu tư của họ khác nhau. Nhưng mà thiên về thì các bạn đã nhìn thấy là người ta đang duy trì ở cái thế cân bằng để cho cái giá của Bitcoin đang đi theo một chiều hướng khá là ổn định. Vì mấy ngày hôm nay vẫn đang sideways đúng không nào? Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Những cái mốc giá cần chú ý lần lượt đó chính là mốc giá đầu tiên, mốc 1 thì đó là mốc giá 41.100, thì mốc này đã bị thủng rồi. Và cái vùng này á, thì là cái mốc giá đặt stop loss của rất là nhiều cái trader. Và mốc số 2 á, là mốc 39.500 thì đang đỡ giá, cái vùng này là người ta đang đỡ giá nhé, nó chưa xuống nơi. Thì vùng này tập trung các cái tường mua dày, đặc biệt là ở trên sàn FTX và sàn Bitfinex. Đây là hai sàn này, là hai sàn của Tây Âu ha. Và mốc thứ 3 là mốc 37.500 thì mốc này là chưa thủng. Nếu giá thực sự mà giảm tới đây thì có khả năng sẽ có phản ứng mạnh và giá sẽ bật trở lại, vì đây vì hiện tại là cái phe ủng hộ, phe mua thì đang gom thu mua ở cái mốc giá này rất là mạnh, rất là lớn, giống năm 2021 nha. Đấy, thì chúng ta sẽ nắm được ba cái mốc giá này, các bạn nên để ý nhớ ba mốc giá này của mình nha, để các bạn có thể follow sát được để tình hình thị trường hiện tại nó khá là nhạy cảm. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ xem cái tỷ lệ của những người đầu tư đang sử dụng đòn bẩy nhá, trong thông tin on-chain. Thì thông thường khi rớt giá thì cái chỉ số này sẽ giảm, thì một lượng lớn lệnh future sẽ bị cháy, các bạn đánh long sẽ bị cháy đi ha. Tuy nhiên thì cái đợt rớt giá này tỷ lệ sử dụng đòn bẩy lại tăng mạnh, vượt ATH cũ luôn, nghĩa là cái lần giảm này nó làm cho rất là nhiều người dùng đòn bẩy và tỷ lệ long sọt cũng rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng xem tỷ lệ như nào nhá. Mặc dù là cái tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tăng mạnh, chúng ta không cần phải quá lo lắng, vì cái funding rate ấy, thì đang âm, cho thấy rằng là rất là nhiều nhà đầu tư đang mở cái lệnh sọt chứ không phải lệnh long, là rất là nhiều người đang sọt Bitcoin xuống. Cho nên nếu như mà khi mà lệnh sọt nhiều thì chúng ta sẽ có thấy một cái chu kỳ, đó chính là bật lên để kêu những cái người sọt này, thì có thể xuất hiện những cái cuộc kêu sọt và Bitcoin có thể tăng giá trong thời điểm tương lai gần nhất. Rồi, đó là mình nói chung về những thông tin on-chain cho mọi người nắm được cái tình hình thị trường. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được là cái lượng nhà holder, những người đầu tư Bitcoin, người ta đang mua Bitcoin về để trữ rất là nhiều. Bên cạnh đấy, những thông tin gần đây nhất các bạn đều nhìn thấy đó chính là các quỹ đầu tư lớn hay cả ngay sàn Binance cũng đang mua Bitcoin để trữ ở cái vùng giá hiện tại. Thứ hai là dù thông tin xấu thì cái dòng tiền mới vẫn đổ vào rất là nhiệt tình, và cũng như là cái sự mở rộng của thị trường của chúng ta đang được phát triển rất là tốt. Bên cạnh đấy thì công nghệ của blockchain đang được áp dụng khá là nhiều. Các công ty lớn về truyền thống thì cũng đang bỏ tiền để đầu tư vào cái mảng về metaverse trong cái blockchain. Bên cạnh đấy thì thông tin khá là tích cực khi mà nó về cái vùng khoảng 40-41.000 thì nó đang ở một cái chiều hướng khá là ok, và mình nghĩ đây sẽ là một cái vùng khá là tốt để có thể gom hàng. Thì chúng ta bây giờ sẽ đi qua cái phân tích cái tình hình về Bitcoin và cũng như là CoinWeb 3.0 nhé. Vì trước đó mình có làm một video về CoinWeb 3.0 và những bạn nào mua thời điểm đấy thì đã có lãi rồi. Hiện tại thì nó đang tụt về cái vị thế sâu hơn cả thời điểm cho mình mua. Thì chúng ta sẽ cùng tín sẽ điểm qua lại và chúng ta sẽ mua lại mười mấy con đấy nếu các bạn thích nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng lướt qua một tí. Thì những cái đồng coin mình trước đó mình có làm Web 3 chính là đồng về DOT, đồng DA, đồng Radical và đồng NU, rồi là đồng IOZ và đồng PON. Đốt thì thời điểm mình cho là entry khoảng tầm 32 đến 38 đô, mình cho hai lần ha. Thì sau ATH thì nó cũng tăng một chút xíu, là khoảng tầm 38,9 đô thôi. Hiện tại đang rớt về dùng vùng là 24 đô.
Đây là một cái con chủ chốt trong web 3. Khi trên web 3 mạnh thì chắc chắn con đốt nó sẽ bay. Và cái điểm target của con đốt đó mình vẫn nói trước đó, đó chính là từ 120 đến 160. Các bạn kiên nhẫn sẽ có lời. Con thứ hai là con DA. Con DA thời điểm mình cho entry cú là 1,6 đến 1,8 đô. Và sau khi làm video xong thì nó bay lên tận là 2,25 đô. Và hiện tại đang giá nó tụt về tận là 1,15 đô. Rồi con thứ ba là con Radical thì thời điểm mình cho các bạn là từ 12 đến 12,8 đô. Nó tăng sau khi làm video tăng lên tận là 21,6. Và bây giờ thì nó tụt về giá là 7,8 đô. Đây là đều là những cái vùng giá rất tốt để mua nha. Rồi đồng NU thì là cho mình cho mua các bạn là từ 0,84. Sau khi làm video xong tăng lên là 1,22 đô. Và giá hiện tại đang tụt về là vùng là 0,58 đô. IOZ thì là cho mua 0,5, 0,6. Sau đó nó tăng lên tầm 1,14 đô. Hiện tại đang tụt về giá rất là đẹp, đó chính là 0,28 đô. Còn đồng Pol thì cho các bạn mua từ 0,09 đến 1 đô. Hiện tại thời điểm sau khi làm video xong thì nó tăng lên là 0,122. Bây giờ tụt về chủng vùng là 0,05. Một số anh em đang bị dính lỗ con Pol này khá là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau xem chart và sẽ tìm những điểm mua phù hợp hơn nhé. Các bạn nhìn vào cái màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái chart của con đốt. Và tất nhiên đốt thì nó sẽ là đồng quay top và đi theo Bitcoin. Với Bitcoin giảm thì nó đang giảm. Thì cái vùng cản cứng khá là cứng ở đoạn 2023 này thì khá là cứng rồi. Nên đây là thời điểm gom khá là đẹp. Nhưng mình nói trước là con đốt này nó sẽ không bay nhanh, không bay mạnh. Mà mình nghĩ mình đang có một cái giả thiết, đó chính là sau khi đấu giá tất cả hoàn thiện xong các cái parachain ở trên Polkadot thì nó mới bơm. Khi đấy thì cái lượng đốt đã bị khóa sau cái đấu giá, nó giảm tối thiểu hết rồi. Và những cái nhà đầu tư đang hold đốt thì người ta đã lock hết đốt rồi. Thì khi đấy người ta mới bơm đốt lên. Thì mình đang nghĩ là chiều hướng này. Cho nên nếu các bạn mà yêu thích đốt thì chúng ta phải kiên nhẫn nhé. Nhớ phải kiên nhẫn, đấu giá hết parachain thì khả năng nó mới bay được. Rồi. Cái vùng giá mua hiện tại thì các bạn có thể là mua ngay cái vùng giá bây giờ luôn, tầm khoảng 22 đô đến tận 23 đô là cái vùng giá khá là ok có thể mua rồi. Các bạn có thể mua và gom, mình tin chắc là sau khi một vài tuần nữa khi mà thị trường nó phục hồi nhẹ nhàng lại thì các bạn cũng sẽ lãi nhất là khoảng tầm 10-20%. Rồi đồng thứ hai mình muốn chia sẻ cho anh em nó đồng về đồng DA. Đồng DA này thì là hiện tại đang rất về cái vị thế mua rất là tốt. Cái vùng đáy mua thì đây tầm 1 đô đến 1,1 đô thì các bạn có thể gom lại đồng DA này. Và đây cũng sẽ là một cái con rất là quan trọng ở trong cái mảng về web 3. Con này làm về mảng hình như Oracle. Rồi con thứ ba là con Radical này, hiện tại nó đang giật xuống khá là sâu. Đây là một cái con mà nó phá luôn cái cản cú của nó để nó bắt đầu rớt xuống sâu. Thì hiện tại đang rớt về vùng 7,8. Nếu bạn tin tưởng về con Radical này có thể mua bây giá bây giờ. Và mình vẫn tin chắc là con Radical này sẽ là một con tăng khá là tốt trong cái trend web 3 nha. Rồi một cái con nữa là con NU, hiện tại đang giá là 0,58 đô. Các bạn có thể chờ về 0,52 đô để mua được cái vùng giá tốt nhất của nó. Có thể là sẽ giật trong một vài ngày tới. Các bạn canh cái giá này để mua nhé. Thì con NU này cũng là một cái con rất là quan trọng trong cái web 3. Thì các bạn mua và chờ đợi nó tăng giá. Rồi cái con tiếp theo là con IOZ. Con này thì sau trước đó mình làm video xong rồi nó tăng một mạch lên tận 1,12 đô. Bây giờ nó bị giảm xuống, bị chia rồi. Thì chia khá là mạnh, nó về tầm 0,27 đến 0,25 rồi. Thì các bạn hoàn toàn canh cái vùng này để mua. Và mình tin chắc đây sẽ là cái vùng cản cứng của con IOZ này. Các bạn nên nghiên cứu con này nhé. Con này là một đứa con nó làm rất là nhiều cái thứ hay ho ở trong cái mảng web 3. Nó làm về video, xem trả phí trong này, nó làm bật quảng cáo và có được hưởng phí nếu như xem cả các quảng cáo cũng như là xem video của những người trước. Đây là một cái con làm rất là ổn. Rồi ok, một cái con cuối cùng là cái con Pol. Con này các bạn mua theo Thomas đúng không ạ, cho theo kèo. Thì con này phải kiên nhẫn thôi. Con này rất là nhiều anh em đang bị lỗ và tất nhiên thì bên mình cũng đang mua hoặc là vẫn đang bị lỗ. Thời điểm mua bên mình gom thì gom từ 0,8 mấy đến 0,10 mấy. Thì hiện tại thì thời điểm có thời điểm đa lãi nhưng mà không chốt, hiện tại đang bị âm lại. Thì nó cũng đang về cái vị thế mua khá là tốt, đó chính là vùng 0,05 đô. Thì đây là cái vùng mua rất là ok. Nếu bạn nào mua thì cứ kiên nhẫn vì đây là một con low cap và chỉ cần chờ đợi khi mà nó web 3 nó bật lại thì chúng ta sẽ dễ dàng ăn. Như trước đó bên mình đã cho các bạn mua rất là nhiều con low cap và nó tăng rất là mạnh, tăng tới 5-7 lần đúng không ạ? Thì các bạn có thể xem lại ở trên kênh của MarginBot bên Trade của Việt Nam. Có nhiều con đồng coi nó yêu cầu cái sự kiên nhẫn hoặc là do đơn giản là chúng ta mua khá là nhiều và nó đang ở cái thời điểm thị trường khá là xấu nên nó chưa bơm thôi. Cái cách vận hành của thị trường không phải lúc nào mua đều có lái cả.
và chúng ta phải biết kiên nhẫn, vì chúng ta đang đầu tư là đầu tư về cái thời gian và cái giá trị nó tăng trưởng trong tương lai, chứ không phải là chộp giật hay là bơm FOMO giật lên một cái chúng ta có lời. Cái điều đấy nó chỉ là phù hợp với những người trader mà thôi. Và mình thì mình vẫn thiên hướng cho mọi người là thiên hướng đầu tư chứ không phải là đầu cơ. Rồi ok ha. Video ngày hôm nay của mình thì cái nói về cái on chain thì các bạn đã nắm rồi ha. Còn cái vấn đề về trend gấp 3 thì mình nghĩ nó sẽ đi chậm hơn một tí. Đợi một thời gian tới khi mà thị trường nó hồi phục và uptrend thì gấp 3 nó sẽ cùng bay lên theo thị trường, chứ nó sẽ không bay một mình. Và trend gấp 3 nó sẽ là một trend, mình nghĩ là nó sẽ là một trend rất hot trong năm 2022 này. Rồi ok, đó là chia sẻ của mình trong video này. Mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Tradecoin Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.